ngày 22 tháng 11, thì một đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên làm trò phản cảm ở khu Hòa Bình thuộc phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngán ngẩm, bức xúc. Trong clip thì một người đàn ông mặc đồ nữ tạo dáng như đang catwalk. Người còn lại thì đảm nhận việc quay phim. Xung quanh, nhiều người tụ tập đứng xem hành động này, trong đó có cả trẻ em. Công an thành phố Đà Lạt đã lần ra dấu vết của nhóm người này là ba thanh niên, bao gồm Phờ Ngờ, 22 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, là người hóa trang trong trang phục màu đỏ. Ngờ Ngờ V, 30 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, là người quay phim. Và Ngờ Lờ Ngờ, người hóa trang trong trang phục màu trắng. Hiện chúng tôi đang củng cố lời khai để có hướng xử lý theo quy định, đại diện Công an thành phố Đà Lạt cho biết. Hiện công an chỉ mới làm việc được với Ngờ Lờ Ngờ. Tại cơ quan công an thì Ngờ cho biết, khoảng một tháng trước đã lên ý tưởng thực hiện việc này, sau đó mời các bạn tham gia múa phụ họa với trang phục Ngờ đã tự làm ra từ những trái nước, lồng chim và bạt xây dựng. Mục đích em làm tiết mục này là mong muốn đưa một loạt hình nghệ thuật mới và sự tự do trong sáng tạo đến với thành phố Đà Lạt. Em chọn biểu diễn ở khu Hòa Bình là để mọi người có thể biết đến loại hình nghệ thuật này. Dự định khi thực hiện xong, em sẽ đăng lên Facebook cá nhân. Nhưng khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng, thì em quyết định dừng phát tán những hình ảnh, clip này. Ngờ trình bày với công an. Chiều ngày 25 tháng 11, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Ngờ Lờ Ngờ vì có hành vi trình diễn gây phản cảm, tạo hình ảnh xấu đối với thành phố Đà Lạt. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triệu tập hai người còn lại để lấy lời khai, tùy mức độ vi phạm để xử lý. Trên nhiều diễn đàn du lịch Đà Lạt thì đa số ý kiến đều chỉ trích hành động của những người trong clip đã làm ô uế hình ảnh một thành phố thanh bình. Nhiều ý kiến phẫn nộ cho rằng những hành vi biến thái, phản cảm này đã làm xấu hình ảnh của Đà Lạt. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà du khách gây ra những hình ảnh được cho là phản cảm như kể trên khi đến với thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay để không tái diễn những hình ảnh phản cảm như thế này. Liên quan đến thông tin hai du khách nam giới làm trò phản cảm ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thì ngày 24 tháng 11, trên báo Đất Việt, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lâm Đồng cho biết, Sở đã nắm được thông tin, tuy nhiên do việc này liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự nên lực lượng chức năng đang xử lý. Nói về việc này, thì theo thông tin trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an phường 1, thành phố Đà Lạt cho biết, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 22 tháng 11, thì các cán bộ công an trực phố đi bộ đã phát hiện có tụ tập đông người và có chụp ảnh, quay phim. Thấy vậy, anh em tưởng có chương trình, sự kiện gì và đi đến hỏi thì họ không mang giấy tờ gì cả nên yêu cầu ngưng ngay, không được hoạt động như vậy nữa. Nhóm du khách kia bỏ đi. Hiện đơn vị cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh lai lịch của những người này để xử lý theo quy định. Lãnh đạo Công an phường 1 thông tin. Cũng liên quan đến vấn đề này, trên Zing News dẫn lời ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa Thông tin Đà Lạt, cho biết đã làm việc cùng chủ tịch và Công an phường 1 về vụ việc này. Đại diện phòng văn hóa thông tin khẳng định, Công an phường 1 sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn để không xảy ra những sự việc tương tự. Trên nhiều diễn đàn du lịch Đà Lạt, nhiều tài khoản mạng tỏ ra bức xúc sau khi xem video. Đa số ý kiến đều chỉ trích hành động của những người trong clip làm ô uế hình ảnh một thành phố thanh bình. Ngày xưa trong mắt mình, Đà Lạt giống như chốn yên tĩnh để nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, khách càng đông lại phát sinh thêm nhiều chuyện. Đừng phá hoại Đà Lạt xinh đẹp của mình nữa. Thì mình bức xúc. Đồng quan điểm, tài khoản Lê Tuấn bình luận. Tôi không hiểu những người này suy nghĩ gì lại làm trò phản cảm giữa nơi công cộng như thế. Đà Lạt không chào đón những kẻ vô ý thức như vậy. Mong cơ quan chức năng sớm xác định và xử phạt nghiêm vụ việc này. Trong 1-2 năm trở lại đây, thì những vụ việc phản cảm tương tự đã diễn ra ở nhiều điểm du lịch trên khắp Việt Nam. Giữa tháng 9 năm 2019, thì một nữ du khách đã quay video bán khỏa thân trên sân thượng của một quán cà phê ở Hội An, Quảng Nam. Tháng 10 năm 2019, thì một nhóm du khách cũng khỏa thân chụp ảnh trên đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.